yêu làm cưới. Rồi, mà hai bạn. Em chào chị Cát Tường với lại anh Quang Bảo với các quý vị khán giả. Em tên là Anh Thư, năm nay em 24 tuổi. Thì em hiện tại là giáo viên dạy tiếng Anh. Chứ đó cũng là công việc part time thôi, tại vì là em mới đi du học về nên cũng chưa có cái công việc ổn định cho lắm. Dạ, em cũng xin chào chị Cát Tường, anh Quang Bảo cùng các quý vị khán giả. Em là Lâm Hùng, năm nay em 27 tuổi. Em là chủ doanh nghiệp của công ty sản xuất cà phê Đại Gia Nguyễn. Cái nhân viên nào mà hai bạn quen nhau? Dạ, tụi em quen cách đây 8 năm rồi. Gì? Quen 8 năm rồi? 8 năm về trước là em là phục vụ, phục vụ cho một quán cà phê sang trọng chuyên nghiệp ở quận nhất á. Mẹ Thư với lại má Phượng á, là hai người đó là khách VIP ở cái quán đó. Nên ngày nào cũng đi. Còn Thư là lúc đó em đang ôn thi chuyển cấp mà. Thì em thi tới, em học thi tới 7 giờ là em về rồi. Cô nàng này vô thì mình để ý. Nhưng mà chỉ để ý thôi, tại vì người quản lý rất là khó. Người ta nói là làm ở đây cấm cua gái. Em không có cua, em dùng chiêu. Bưng bưng ly nước ra có kẹp tờ giấy cho nhỏ dưới hả? Em nhìn bạn em ghét lắm. Kỳ vậy, ta xinh vậy mà ghét. Còn nhỏ gọi là trẻ trâu á bây giờ. Em mới nói với những người làm ở dưới á, người ta em nói là cô nàng này cũng được. Không biết là có người yêu chưa? Thì tối ngày hôm đó em nhận được tin nhắn từ cô nàng. Còn sao xin số được? Em xin qua cái chú giữ xe. Tại vì đó giờ thì em chủ nghĩa là không có gì mà sợ hết. Có 15 tuổi nít quỷ gì vậy trời. Đi vô uống cà phê với mẹ mà còn đĩa thấy trai. Xin số điện thoại nữa chứ. Đúng rồi, xin nhưng mà cái nguyên nhân là tại vì cái ông giữ xe đó, ổng nói là trời ơi cái Hùng này rất là dễ thương, rất là ngoan hiền. Mà thật sự là vậy, chắc là tại vì là Hùng làm cho cái chú đó mến. Nên xong rồi cái chú đó mới nói là trong tất cả những cái người phục vụ ở đó, Hùng là người ok nhất. Thì Thư cũng xin số điện thoại vậy thôi. Xin thôi mà chứ đâu có làm gì đâu. Xin thôi mà chứ đâu có làm gì đâu. Thực sự thời điểm đó em cũng chưa có bạn gái nữa. Thì thôi em cứ tìm hiểu. 2-3 ngày sau lại thấy cô nàng xuất hiện nữa. Là em nói rồi, hiểu rồi. Mẹ của bạn gái nói là mày có muốn quen con của bả hay không, tao sẽ tạo điều kiện. Thì đến lúc đó thì hai đứa mới quen nhau. Mày cũng đồng ý. Nhưng mà chỉ có mẹ thôi, còn ba mới là rất là dễ. Ba mới là vấn đề thôi. Thì đúng như cái câu chuyện mà hồi nãy là ghét của nào trời cho của đó đó. Tại vì là Thư không thích ai làm DJ. Thư không thích những người con trai làm ở cái quán cà phê. Tại vì quán cà phê là cái môi trường mà có thể tiếp xúc với con gái nhiều. Thì anh này làm DJ luôn. Và anh này cũng làm trong quán cà phê luôn. Và hiện tại là chủ doanh nghiệp cà phê luôn. Có nghĩa là ghét cái đó thì ông trời cũng tự mang cái đó tới cho mình. Mình nhận hay không là chuyện của mình. Nhưng mà nếu mà mình vượt mất cơ hội thì đó là lỗi của mình thôi. Thì thời điểm em mới quen bạn em đúng 2 tháng là cái quán đó không thể nào mà em đáp ứng được cái nhu cầu lương nữa. Nên em chuyển đổi. Thì năm 2010 thì thời điểm đó là cái dòng nhạc DJ producer rồi á, những cái người đánh DJ á là rất là hot. Thì em may mắn là em có những người anh giúp đỡ em trong công việc đó. Và chỉ trong 3 tháng thôi em đã được đứng trong vũ trường em làm luôn. Vũ trường nó gái không? Đây, đứng ở đây nhảy gái. Nó múa tùm lum ở đây nè. Đó, thì, đó. Làm gì làm né 3 cái. Rượu chè, cờ bạc, gái gú, em dính cái thứ 3. Nhưng thật sự là do suy nghĩ của bạn thôi. Đối với em thời điểm đó thì em chủ yếu là tập trung kiếm tiền. Em đi làm là bạn em ngủ. Vì ngày hôm đó vô tình để quên điện thoại ở nhà. Bạn gái gọi tới, mẹ bắt máy. Hùng đâu rồi cô? Hùng nó đi làm rồi con. Ủa làm gì vậy cô? Thì nó đi đánh nhạc, nó không nói con biết hả? Rồi xong. Rồi xong, mình tiếp tay đi làm giấu bạn gái. 2 giờ tới 4 giờ là những cái ca mà tiền nhiều hơn. Hùng đánh ca đó, Thư đâu có biết. Còn những cái ca mà ví dụ như nhạc gạo đầu 9 giờ tới 11 giờ thì bình thường thôi. Thì lúc đó em đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi. Thì phát hiện thì bạn em không nói gì em hết. Nhưng mà bạn em khóc. Thì ngày hôm đó là một biến cố lớn luôn. Là ba bạn gái biết. Thường em có thói quen ngủ thì em hay mở nhạc. Ba bạn gái gọi, em cứ nghĩ bạn gái gọi, em bấm nút trả lời cho nghe bạn nhạc Bolero để ngủ. Thì bên kia thì ba bạn gái em không biết chuyện gì xảy ra thì cứ la bên đó nói rằng là: đó mày thấy chưa, mày quen cái thằng quỷ sứ gì mà giờ này nó còn đi vô mấy cái nhạc tưởng em đi phòng trà. Tưởng em đi phòng trà giải trí. Chưa gặp được ba bạn gái mà đã bị ba bạn gái la rồi, là thấy thúi cuộc đời.
từ lúc em quen bạn em thì hầu như là tụi em chưa có diễn kiến bên ba mẹ ba bạn gái, mà em chỉ dắt về bên gia đình bạn gia đình em. Thời điểm 2010 phải bấm lỗ tai rồi nhuộm đầu mấy kiểu. Thôi sao em gan vậy? Em đi dám đi về nhà bạn trai mà em... Ngày hôm đó hên lắm. Bà ngoại, dì ba, dì hai, dì tư có đủ luôn. Ngày hôm đó có đủ luôn. Thì bạn em chỉ gật đầu chào một cái thôi. Và tối ngày hôm đó mẹ hỏi là ai vậy? Em mới nói là bạn gái con. Có được không má? Mẹ nói thì con quen ngay chuyện của con. À dễ ha. Năm 2015 em vừa thành lập doanh nghiệp cà phê. Thời điểm đầu thì bạn em rất là ủng hộ và chia sẻ công việc này. Hai đứa cứ lót tót lên xe chạy đi gửi hàng, giao hàng, chở hàng, xây hàng, đủ thứ hết, làm hết. Thì cũng có một chút thành công nhỏ trong công việc. Tháng 10, 2015 là thời điểm đó là bạn em đã học xong rồi và cũng đã thi đậu IELTS. Đang chuẩn bị trong giai đoạn gọi là muốn cưới. À. Dạ. Em nghĩ quen cũng 5 năm rồi. Mà bạn em nó cưới hết rồi, còn có sót có mình em với hai người kia nữa thôi. Mà em không muốn là người cuối cùng. Bây giờ em cũng là người cuối cùng rồi đó. Nhưng mà sau chương trình này em sẽ cưới. Em có nói với bạn em là bây giờ nếu có vấn đề giúp đỡ từ bà cô và mong muốn thay đổi cuộc sống thì em mong bạn em đi. Nhưng mà em mong bạn em đi. Dạ em mong bạn em đi. Trời ơi, sao gan vậy? Vì ta đi luôn. Nhưng mà sao? Vì tại vì em tin là bạn em sẽ học thành công và sau này sẽ tốt cho hai đứa. Mới hồi sáng nói câu là nếu hôm nay không có visa thì sẽ kêu ba mẹ qua cưới. Nói làm chi, chiều đó em có visa em đi luôn. Là ta cho đi tới 4 năm sau, mới 2 năm mấy mà đi về. Em học 4 khóa nhưng mà em đã học xong hết 3 khóa rồi, còn một khóa nữa. Nhưng mà em nghĩ là thôi được rồi, tới đây thôi. Tại vì bên đó không có Hùng, ở bên này có Hùng. À. Xa mặt cách lòng rồi, Hùng đeo chiếc nhẫn thư tặng hai đứa. Nói là ok, bây giờ đeo chiếc nhẫn này vô 4 hộp là sẽ cho Hương đi 4 năm. Thư đi 2 năm. Rớt 2 hộp. Rớt 2 hộp. Một năm rớt 1 hộp. Có điểm đó, có điểm đó. Và đây nè chị, em còn đeo luôn nè. Cứ năm đầu tiên bạn em về, vừa mới về chơi đúng 1 tháng. Mất là hộp. Cái ngày lên máy bay, khoảng 3 ngày sau tắm. Ủa, rớt mất 1 hộp rồi. Xong rồi cái năm sau về chơi nữa xong. Ủa, rớt 1 hộp nữa. Thì bây giờ đi nữa rồi. Không, bây giờ hết rớt rồi. Hết rớt có nghĩa là ở đây luôn. Em sẽ ở đây luôn. Dạ. Hùng nói là Hùng không đợi được nữa đâu á. Tại vì sao 8 năm rồi. Đúng rồi. Không đợi được nữa đâu. À là cũng sợ mất chồng. Lâu quá rồi. Cũng sợ mất hồn. Nói chung là hồi xưa mình cũng bỏ công mình cua mà. Thời điểm mà bạn em nói em là sẽ đi á, thì trong một tháng đó như kẻ điên. Dạng kiểu không biết phải làm gì. Rồi bản thân mình ở bên đây cuộc sống sẽ ra sao. Thì đến ngày bạn em đi á, thì lập kế hoạch phải cố gắng làm sao để giữ được cái mối quan hệ này. Tại vì nếu mình không trân trọng nó thì chưa chắc gì mình sẽ tìm được một người tốt hơn. Chính xác. Và lúc đó là nhờ ông Facebook. Ông Facebook cũng tạo điều kiện rồi FaceTime. Em ở Việt Nam mà cứ bấm lên bản đồ Úc kiếm đường. Kiếm đường chỉ đi đây quẹo trái, đi đây quẹo phải, lên xe buýt. Lên xe buýt nào, đảm nhiệm hết luôn. Hay. Nhưng mà cũng may mắn là hên là đi đúng trạm là về đúng chỗ. Ngày 30 tháng 5 2010 là ngày hai đứa quen nhau. Ở bên Úc á, nó sẽ chia ra hai semester học đó. Thì nếu mà mình học giỏi, mình cố gắng học, mình pass hết tất cả các môn thì nhanh. Không có cần phải tháng 6 mới xong mà là khoảng tháng 5 rồi, 4 tháng thôi. Thư làm sao hết, Thư đậu hết luôn. 28 tháng 5 Thư xong hết. 29 tháng 5 Thư mua vé đúng. 30 tháng 5 đúng kỷ niệm Thư có mặt ở Việt Nam. Lúc mà mình năm về em còn không biết nữa. Nếu mà thật sự em là một người mà gọi là hoa bướm là chắc chết rồi. Vậy đột xuất phải không? Dạ đúng rồi, gọi là tôi liền luôn á. Tôi liền. Cũng may bạn đúng em vừa học xong là bên đó ví dụ như là 8 giờ tối, bên đây 4 giờ chiều. Em cố gắng em lo công việc làm sau đó đến 6 giờ tối là em sẽ ở nhà, em không đi đâu nữa. Vì bên đó khoảng thời gian 10 giờ tối rồi. Thì cứ canh bạn ngủ đi. Là bạn ngủ thế các bạn là mình mới đi đúng không? Không, không. Thì như ngày xưa ấy. Tại vì Hùng kêu Thư ngủ đi, Thư cũng ngủ nhưng mà 10 phút sau Thư nói tại sao thằng này đi mà FaceTime để mà không thấy cái mặt, thấy đâu ông địa ông thần tài. Em thì em sợ, em nói ngủ đi cái em lấy điện thoại em thì sao không nói là hơn ngủ đi anh chở mẹ đi ăn chút xíu. Dạ, bạn về. Em được cái tính gọi là đa nghi. Dạ. Không tin tưởng, có nghĩa là mặt đau khổ dễ sợ. không muốn em làm gì sau 6 giờ chiều ở bên Việt Nam. Sao vậy Thư? Mẹ thích đi ăn chở mẹ đi ăn xíu cũng được mà. Tại không nói xấu nha trên truyền hình nha Hồ. Không, cái này không phải. Lý do là tại vì như thế này, ví dụ như là
tiệc ở xuống quận 11 đi ăn cơm sườn là xong, phải qua bên Tân Phú ăn cái chè, rồi xong trên đường về cũng ghé cái chuồng này mua cái bánh tráng. Nhưng mà Hùng chỉ nói với Thư là Hùng đi ăn cơm sườn thôi. Nhưng mà khi Thư gọi là đang ở cái bà bánh tráng, Thư mới nói là ok, tại sao mà nói cơm sườn mà không đi bánh tráng? Thì Hùng mới nói là không phải, tại vì chưa nói kịp. Thì Thư đã nhảy vô, Thư nói là chứ không phải là Hùng nói xạo Thư này nọ hả? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Hùng không có dám nói ra, tại vì Hùng thực sự cũng không biết là gia đình sẽ kêu đi cái gì đi đúng cái rồi. Gì. Tại vì khi thì mà đã hiểu được gì phải thông cảm. Về tới đây chứ mới hiểu, và sau 8 năm mới hiểu vấn đề, còn ngày xưa Thư không có hiểu. Thật sự là một câu chuyện. Thì đó là lý do mà Thư khát khao vậy thôi. Chứ không phải là gì đâu. Nhưng mà rồi là trong suốt những thời gian đó 8 năm thậm chí là yêu xa cũng không có bất kỳ lúc nào mà các bạn ghen tuông hết trơn. Dạ có. Dạ ghen vô địch luôn. Vô địch. Nhìn cái này nhìn thấy là biết rồi. Em làm gì bằng tay ghen? Em đâu làm gì đâu anh. Có những người chỉ cần làm gì cũng ghen. Chỉ những hành động nhỏ thôi. Ví dụ như là thời điểm bạn em đi, điện thoại gọi là quan trọng nhất. Rồi. Gọi cho em không bắt máy cái là đủ chuyện. Trên đường về là không thèm nhắn tin, không thèm gọi, không thèm, có nghĩa là em biết bạn em. 24/24 điện thoại em là phải trực chiến. Dạ, không có rồi. Bất cứ một lý do gì. Hết điên cái là tiêu á. Bây giờ là quyết định kế hoạch kết hôn là khi nào? Dạ thì trong năm nay chị. Trong năm nay. Ba bạn gái em cũng đã đồng ý em rồi. À. Đồng ý rồi. Nhưng mà ba mẹ em không có phản đối hả Thư? Tại vì nghĩ con đi học như đó là phải muốn thường thường, ví dụ như là chị là chị muốn con chị ở bển luôn rồi đó. Đúng rồi. Đó. Thì ba Thư cũng y chang vậy luôn, không khác gì hết. Lúc Thư về là Thư rất stress, con chị ở bển đúng không, những viên văn hóa nè, đất nước đẹp nè, ai muốn ở bên đó luôn. Nhưng mà xong rồi Thư phân tích ở bên này ở đâu cũng sống được mà. Rồi ở đâu cũng làm việc thôi, chủ yếu là ở đó có tình yêu hay không. Chị Tường thấy như vậy, tình hai bạn là rất là dễ thương, rất là đẹp. Nội hôm nay ai thiết kế đồ? Cái bộ đồ này là 5 năm 6 năm về trước rồi. Dạ, mặc đúng một lần á. Mặc đúng một lần trước cái lúc mà bạn em đi qua Úc á, là tới bây giờ mặc lần này lần thứ hai. Là mặc xong mà hai cặp là cặp này có rất nhiều cái nguyên tắc. Nhưng mà chính những cái nguyên tắc đó đôi lúc nó làm mình mệt mỏi, căng thẳng, khó khăn. Nhưng cũng chính những cái nguyên tắc trong tình yêu đó nó giữ cho cái tình yêu, nếu không ai vi phạm á thì cái tình yêu của mình nó sẽ bền chặt hơn. À thì từ chị Tường cũng hy vọng rằng cái tình yêu của hai bạn nó phải được giữ như vậy hoài. Thì bây giờ là chưa, bây giờ là còn yêu nhau là chưa có những cái khó khăn. Sau này kinh tế con cái này kia nữa thì mình cũng nên tiếp tục có những cái nguyên tắc cho cái tình yêu của mình, nhưng mà dựa trên cái cơ sở là phải thật sự thông cảm và hiểu được nhau. Chứ nếu mà những cái nguyên tắc mình lập ra mà nó quá vô lý á, thì nó sẽ làm cho đối phương sẽ mệt mỏi. Đã 8 năm rồi, chứng tỏ là tình yêu hai bạn rất là bền, và hai bạn quan trọng là chung thủy với nhau. Dạ. Rồi, chúc mừng hai bạn. Rồi. Hai bạn còn điều gì muốn nói với nhau nữa không? Thông qua chương trình này em cũng muốn có một món quà nhỏ tặng cho bạn em. Rồi. Rồi, dạ. Bye bạn. Đứng lại hả? Ừ. Rồi. Thì em cũng muốn nói, chia sẻ. Thì nếu là anh á, thì anh sẽ làm hết. Anh sẽ hát cho em một bài hát này. Nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em mỗi ngày. Khi màn đêm nhẹ buông xuống, anh sẽ ru em giấc ngủ ngon. Anh sẽ như là cơn gió làm em quên hết bao muộn phiền. Anh sẽ nâng niu vòng tay anh, không để em một ngày xa anh. Thật sự ra thì Thư hả? Tình yêu anh dành cho em thật sự là quá lớn trong 8 năm vừa qua, và mỗi năm thì càng ngày càng nhiều hơn nữa. Cảm ơn em, sự chân thành và sự hy sinh của em. Em đã bên cạnh anh và ủng hộ anh trong những thời gian khó khăn và trong những ngày kỷ niệm đẹp nhất. Và anh cũng sẽ không thể nào tưởng tượng được nếu cuộc sống này thiếu em một lần nữa. Và vì vậy anh anh sao? Anh muốn em trở thành một người trong gia đình của anh. Thôi, làm vợ anh nhé. Wow. Thư cũng không nói gì không? Thư không muốn nói gì hết. Thư vui rồi. Thư vui rồi, rất là cảm động. Mà chàng trai này rất là duyên dáng nhưng mà rất là chân thành. Một lần nữa chúc hai em hạnh phúc. Yêu là cưới.